Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 9, đồng chí Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Quyện ủy An Phú, trưởng Ban chỉ đạo công tác an sinh xã hội, công tác tư tưởng quyện, đã thông qua quyết định thành lập tổ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại thị trấn Long Bình và xã Khánh An. Tổ tuyên truyền gồm có 10 thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ truyền thông kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương, đặc biệt phổ biến khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch cả chiều rộng lẫn chiều sâu nội dung ngắn gọn xúc tích dễ hiểu đến người dân từng hộ gia đình xóm ấp khu dân cư đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc kích động thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch tại thị trấn long bình và xã khánh an định kỳ tổng hợp báo cáo và đề xuất với ban chỉ đạo về công tác tuyên truyền phòng chống dịch và dư luận xã hội trên địa bàn ngay sau khi nhận quyết định, Tổ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đã ra quân tuyên truyền lưu động ở khu dân cư, các tuyến đường chính, lộ giao thông trên các địa bàn, đồng thời giám sát việc thực hiện cam kết phòng chống dịch của cơ dân. Thời gian thực hiện từ ngày 8 tháng 9 đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2021.